Không điện. Đang cắm điện cho em đó. Có bạn. Xin chào các mới bạn. Mới là 20 triệu đó. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe âm nhạc du dương của bạn Hoàng Bảo. Chỉnh vô ngon. Du lịch còn hơn cái đó nó bo. Dạ đúng rồi. 11.500. Nó chỉ mắc hơn cái kia hơn 1.500.000 thôi. Ở đây là đã bán giảm giá cho em rồi đó. Ưu đãi. Nhưng mà nhà mình không để chạy được. Ba mua cho con cũng được đi, nhưng mà nặng. Không nhà mình không để được. Bị la chết đó bo. Cái này bằng ngọt răng đó ba. Hả? Mà được cái nó nặng thôi. Cái nào? Con nhìn là con biết nó bằng ngọt răng rồi. Cái nào? Cái thùng cái này nhỏ hơn ọt luôn. Đúng rồi. Phải không? Cái này bằng nãy giờ ba coi cái Cushman đi bằng không? Biết rồi, cái bệ này thì không có à. Ba nói cái đời dài kìa. Cái bệ dài nó cũng bằng đó thôi. Tại nó phím nó bằng nhau mà. Thôi đồng âm nhạc tới ghé ủng hộ luôn. Fan người cá luôn. Em muốn làm người cá không? Không biết bơi.
Bữa nào qua người cá chỉ cho bơi. Không biết bơi. Ủa? Mập quá không biết bơi. Em kết bạn anh mà không được hả? Không, nó kêu là số người kết bạn của anh đã đầy rồi. Rồi bây giờ mình kết bạn với nhau đi nha. Trở thành bạn của người cá nha em. Trời ơi, sướng quá. Ok, bữa nay tôi đi giao đàn tận nơi cho em nhỏ luôn các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi ráp đàn cho em ấy. Em nhỏ này mới học chơi đàn 2 tháng, bây giờ đổi cây đàn mới luôn rồi. Đúng là thần đồng âm nhạc, quá dữ. Học 2 tháng rồi đó. Thầy nó còn nói nó xong. Trời ơi, người ta nhỏ tôi chơi mới nhạc gì mà nãy nó chơi toàn mới nhạc khó không à. Dạ, giỏi quá mà hả? Nó đánh toàn mới nhạc khó không à, như là cái gì ta đánh nha. Mấy cái nhạc mà cái gì? Cổ điển. Nó chơi nhạc cổ điển không mà, nó không phải chơi nhạc mà cái nít chơi là... Chơi cái này nó chán rồi, nó không có thích nữa. Dạ. Muốn cái cao hơn nữa nó mới chịu. Nếu học trò đi dạy 1 giờ 300 ngàn 1 giờ à, con chưa kể nếu mà nó bảo lớp nhạc nữa. Trời ơi, nghĩ sâu đầu tư nó. Cái này nó học thì học cho học chơi mà mong muốn là cái là làm chơi anh tiền thật. Đây khác bạn cái này giống con ngọc. Sáng nói xong mua chú nó đi. Chú đó hả, mình mua quen rồi mẹ ơi. Thôi đổi cho chú nó luôn đi. Các bạn thấy không, đến với Tiun vừa được biết ước mơ trở thành tiên cá, vừa được hỗ trợ phát triển tài năng âm nhạc. Người cá là phải hát hay, chơi nhạc cụ giỏi. Bạn Hoàng Bảo mua đàn ở chỗ người cá 2 tháng thôi, giờ đánh đàn như thần đồng âm nhạc luôn rồi nè. Gieo duyên với người cá là vậy đó, tiềm năng thiên phú của bạn sẽ được thức tỉnh. Bán đuôi cá tốt nhất, bán đàn rẻ nhất Việt Nam, chỉ có thể là người cá Tiun. Hãy ủng hộ tiệm đàn Hoàng Piano nha các bạn. Còn cái này tắt mở không? Tắt mở cái gì vậy? Đó là đàn phần đẹp gì đấy. Không, cái này xịt tốt chứ. Cái này là gì? Đó là phần thu vô, đánh thu vô đàn á. Đi mình làm giống như làm đĩa, làm nhạc gì mà đánh lên được gì đó. Thì con không biết con hỏi nha, cái này tambo nè. Đúng rồi, tambo đó. Tambo là về cái mình giống như là nitronome nhanh chậm á. Tambo nhanh chậm nè, còn mấy cái này là tiếng... Này là cho phím mạnh, phím nhẹ. Nó giống như nó mày thêm cái tiếng nhận dây vô coi. Tiếng chim đồ đánh thử à, đánh đi, đánh đi, chú chỉnh đánh đi. Còn nghe ở trên là đa số nhạc cổ điển này, đánh nhạc là chết 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 chết. Tiện thể, tôi gửi lời đến mấy em nhỏ suốt ngày ôm iPad chơi điện tử hay đang cắm đầu trong các tiệm net để chơi game online, rằng mấy em ơi, đang đốt cháy tương lai của mình đấy. Ngồi chơi điện tử nhiều, đầu óc sẽ bị mê muội và lú lẫn. Những trò chơi giết chóc chém giết, đấu đá lẫn nhau đều làm cho thế giới trở nên bất ổn. Mấy em nên tập bơi để rèn luyện sức khỏe và chơi nhạc cụ để gia tăng trí tuệ. Chỉ cần có được hai điều đó, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, các em vẫn hơn người có điều kiện gấp trăm lần. Trái đất dù có tận thế thì người có trí tuệ và sức khỏe vẫn tồn tại được. Đó là một chân lý